Bạch Thế Tôn, giống như khi con ngồi trên tòa thiên đế trong điện thiện pháp tại cung trời 33, vì các thiên chúng, tuyên thuyết chánh pháp, có vô lượng các thiên tử vân vân đến chỗ con để lắng nghe lời giảng của con, và cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, nhíu quanh bên phải, chắp tay lễ bái rồi lui. Nếu khi con không ngồi ở pháp tòa đó, các thiên tử vân vân cũng đến chỗ ấy, tuy không thấy con nhưng họ vẫn cúng dường cung kính, y như khi con đang hiện diện, hoặc nói, chỗ này là tòa mà trời đế thích đã thuyết pháp cho chư thiên vân vân nghe. Chúng ta nên chắp tay cúng dường lễ bái nhíu quanh bên phải rồi lui như khi có thiên chủ. Bạch Thế Tôn, Văn Nhã Ba La Mật Đa như thế, nếu có người viết chép thọ trì đọc tụng, tuyên thuyết cùng khắc cho các hữu tình, thì nên biết chỗ ấy thường có vô lượng vô biên, trời rồng dược xoa Atula vân vân ở cõi này, và mười phương vô biên thế giới khác đều đến tập họp. Nếu không có người thuyết pháp như chư thiên vân vân vì cung kính tôn trọng pháp, cũng đến chỗ ấy mà cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen lễ bái rồi lui. Vì sao? Vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đại Bồ Tát, độc giác thanh văn, tất cả hữu tình, được sự an lạc đầy đủ đều nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa mà có. Xá Lợi Phật cũng nhờ công đức huân tu thọ trì cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, cùng với trừ đại Bồ Tát và sự chứng đắc trí nhất thiết trí, làm nhân, làm duyên, làm chỗ y chỉ, làm sự hướng dẫn phát sanh. Cho nên còn nói, giả sử Xá Lợi Phật khắp cõi châu thiểm bộ này là một phần, kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm được viết chép cũng là một phần. Trong hai phần đó, con thả lấy Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm. Bạch Thế Tôn, nếu con đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, thọ trì đọc tụng nhớ nghĩ chân chánh, tâm hòa nhập với pháp, nên hoàn toàn không thấy có các tướng hoảng hốt sợ sệt. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm không tướng trạng, không ngôn từ, không thuyết giảng. Do Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm không tướng trạng, không ngôn từ, không thuyết giảng, nên tịnh lự vân vân năm Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng cũng không tướng trạng, không ngôn từ, không thuyết giảng. Bạch Thế Tôn, nếu Bát Nhã Ba La Mật Đa có tướng trạng, có ngôn từ, có thuyết giảng, chẳng phải không tướng trạng và ngôn từ thuyết giảng, thì không phải Như Lai ứng chánh đẳng giác biết tất cả pháp không tướng trạng, không ngôn từ, không thuyết giảng, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, vì các hữu tình thuyết tất cả pháp không tướng trạng, không ngôn từ, không thuyết giảng. Bạch Thế Tôn, do Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm không tướng trạng, không ngôn từ, không thuyết giảng, chẳng phải có tướng trạng và ngôn từ thuyết giảng, nên Như Lai ứng chánh đẳng giác biết tất cả pháp không tướng trạng, không ngôn từ, không thuyết giảng, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, vì các hữu tình thuyết tất cả pháp không tướng trạng, không ngôn từ, không thuyết giảng. Bạch Thế Tôn, kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, nên được tất cả thế gian trời người Atula vân vân dùng vô lượng tráng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này mà trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết điều truyền rộng rãi, lại dùng vô lượng tráng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, thì nhất định người này không đạp vào các đường ác, không ở trong chốn biên địa hạ tiện, không rơi vào hàng thanh văn độc giác vân vân, chắc chắn hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thường thấy chư Phật, luôn nghe chánh pháp, không xa lìa bạn tốt, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, dùng đầy đủ vô lượng vật cúng dường, cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn và chúng đại Bồ Tát. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, giả sử Xá Lợi Phật khắp cả 3.000 thế giới là một phần, kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm được viết chép là một phần, trong hai phần đó con sẽ lấy Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm. Vì sao? Vì Xá Lợi của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và Xá Lợi chư Phật ở 3.000 thế giới đều phát sanh từ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại Xá Lợi Phật
Ở ba ngàn thế giới đều nhờ sự huân tụ oai đức thế lực của Phát Nhã Ba La Mật Đa, được các trời người Atula vân vân cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Do nhân duyên này, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen Xá Lợi Phật, quyết định không rơi vào các đường hiểm nạn, thường sanh cõi lành, hưởng thọ nhiều sự phú quý an vui, tùy theo tâm nguyện ở pháp ba thừa, hoàn toàn chứng đắc niết bàn của ba thừa. Lại nữa, bạch Thế Tôn, các thiện nam thiện nữ vân vân nào, nếu thấy Như Lai ứng chánh đẳng giác hoặc thấy kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, thì hai công đức này bình đẳng không khác. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm cùng với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác bình đẳng không hai không hai phần. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu có Như Lai ứng chánh đẳng giác ba lần chỉ dạy hướng đạo vì các hữu tình tuyên thuyết chánh pháp, đó là khế kinh cho đến luận nghị, và các thiện nam thiện nữ vân vân nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thọ trì đọc tụng thuyết giảng cho người, thì hai công đức này bình đẳng không khác. Vì sao? Vì Như Lai ứng chánh đẳng giác hoặc ba lần chỉ dạy hướng đạo sự tuyên thuyết 12 phần giáo đều dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà phát sanh. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu hằng hà sa chư Phật Thế Tôn ở 10 phương thế giới ba lần chỉ dạy hướng đạo vì các hữu tình tùy thuyết chánh pháp, đó là khế kinh cho đến luận nghị, và các thiện nam thiện nữ vân vân nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thọ trì đọc tụng thuyết giảng cho người khác, thì hai công đức này bình đẳng không khác. Vì sao? Vì hằng hà sa chư Phật Thế Tôn ở 10 phương thế giới ba lần chỉ dạy hướng đạo sự tuyên thuyết 12 phần giáo đều dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà phát sanh. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân dùng vô lượng tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen hằng hà sa chư Phật Thế Tôn ở 10 phương thế giới, cũng có các thiện nam tử thiện nữ vân vân viết chép thọ trì kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, thì hai công đức này bình đẳng không khác. Vì sao? Vì chư Phật Thế Tôn đều dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà phát sanh. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm mà trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh cần tu học suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải tuyên thuyết điều truyền rộng rãi, thì người đó không đọa vào cảnh giới địa ngục báng xanh ngạ quỷ, ở đời vị lai không rơi vào thanh văn và độc giác. Vì sao? Vì các thiện nam thiện nữ vân vân này quyết định sẽ an trụ ở địa vị bất thối chuyển, xa lìa tất cả tai nạn, ngang trái, bệnh tật, phiền não, hoảng hốt sợ sệt, giống như người mắc nợ hoảng hốt run sợ khi gặp chủ nợ. Người ấy liền thân cận phụng thờ nhà vua, dựa vào thế lực của vua, thoát khỏi sự run sợ. Vua là dụ cho Bát Nhã Ba La Mật Đa, người mắc nợ dụ cho các thiện nam thiện nữ vân vân, dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được xa lìa tất cả khổ não hoảng hốt sợ hãi. Bạch Thế Tôn, ví như có người dựa vào nhà vua được vua bảo hộ, nên cũng được người ở thế gian cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Xá Lợi Phật cũng lại như thế, nhờ sự huân tu của Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm nên được các trời người Atula vân vân cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Vua dụ cho Bát Nhã Ba La Mật Đa, Xá Lợi Phật dụ cho người dựa vào vua. Bạch Thế Tôn, sự chứng đắc trí nhất thiết trí của chư Phật cũng dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được thành tựu, cho nên con nói, giả sử Xá Lợi Phật khắp ba ngàn thế giới này gom lại một phần, và kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm được người viết chép gom lại thành một phần, trong hai phần đó con xin chọn Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì Xá Lợi Phật vững chắc như kim cương, đầy đủ màu sắc, 32 tướng, 80 vẻ đẹp, để trang nghiêm thân Như Lai mười phương, cho đến trí nhất thiết tướng đều nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa mà thành tựu. Bố thí vân vân nằm Ba La Mật Đa đều nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa gọi là đáo bỉ ngạn. Vì sao? Vì nếu không có Bát Nhã Ba La Mật Đa thì bố thí vân vân không thể đáo bỉ ngạn được.
Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu đất nước, đô thị, thành phố, thôn ấp, tụ lạc ở 3.000 đại thiên thế giới này, hoặc thế giới khác, trong đó, nếu có người thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng thuyết, cúng dường, cung kính, bát nhã, ba la mật đa, thậm thâm, thì hữu tình nơi ấy không bị tất cả người, chồng phải người, vân vân làm não hại. Chỉ trừ ác nghiệp quyết định phải lãnh thọ. Hữu tình trong đây lần lượt tu học chánh hạnh ba thừa, tùy theo sở nguyện của họ cho đến chứng đắc niết bàn của ba thừa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, đầy đủ đại thần lực làm lợi ích lớn ở 3.000 đại thiên thế giới, dù ở chỗ nào cũng là có Phật, làm các Phật sự gọi là lợi ích an lạc tất cả hữu tình. Bạch Thế Tôn ví như đại bảo thần châu vô giá, đầy đủ vô lượng các oai đức thù thắng vi diệu, dù ở chỗ nào mà có thần châu này, thì người và chẳng phải người không bao giờ làm não hại. Giả sử có người nam hoặc người nữ bị quỷ nhập, làm não hại thân tâm, có người đem thần châu này đến, nhờ oai lực của thần châu quỷ liền bỏ đi. Còn có các bệnh sốt hoặc gió hoặc đàm, hoặc sốt phong đàm tập hợp làm bệnh. Nếu đeo thần châu này để nơi thân, thì các bệnh như vậy sẽ được lành. Châu này ở chỗ tối thì làm cho sáng lên, nóng thì mát mẻ, lạnh thì ấm áp. Tùy theo chỗ nào có thần châu này, thì thời tiết nơi ấy sẽ điều hòa, không lạnh, không nóng. Chỗ nào có thần châu này thì rắn độc, bò cả vân vân, không dám núp ở. Nếu như có người nam hay người nữ nào bị trúng độc, đau đớn, khó chịu, có người cầm thần châu đến cho xem, nhờ oai lực của thần châu chất độc tự tiêu diệt. Nếu các hữu tình nào thân bị bệnh phổi, mụn nhọt, ghẻ lở, mắt mù lòa vân vân, hoặc bệnh mắt, bệnh tai, bệnh mũi, bệnh lưỡi, bệnh yết hầu, bệnh thân, bệnh các lóng đốt mà đeo thần châu này thì các bệnh đều lành. Nếu các ao hồ, sông suối, giếng, vân vân, nước bị đục dơ hoặc sắp khô cạn, đem thần châu này thả vào, nước liền tràn đầy, thơm tho, trong sạch, đủ tám công đức. Nếu đem các sắc phục theo dệt đủ màu xanh, vàng, đỏ, trắng, mà gói thần châu này thả xuống nước, nước sẽ theo sắc màu của y phục, đổi thành nhiều màu. Đại bảo thần châu vô giá như thế, oai đức vô biên, nói không hết được. Nếu đựng trong dương, đáy cũng làm cho vật kia thành tựu đầy đủ vô biên oai đức. Nếu dương đáy trống không, nhưng nhờ đựng thần châu nên vật ấy cũng được nhiều người kính mến. Cụ Thọ Khánh Hỷ hỏi trời Đế Thích, thần châu như thế chỉ độc nhất ở cõi trời, còn cõi người có không? Trời Đế Thích thưa, trong cõi người và cõi trời đều có châu này. Nếu ở trong cõi người thì hình nó nhỏ mà nặng, còn ở cõi trời thì hình nó lớn mà nhẹ. Lại nữa, trong cõi người, viên thần châu này khiếm khuyết, ở cõi trời thì viên thần châu tròn đầy. Thần châu trên trời oai đức thù thắng hơn ở cõi người gấp vô lượng vô số. Khi ấy trời Đế Thích lại bạch Phật, Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm cũng lại như vậy. Vốn đầy đủ các oai đức có thể diệt trừ vô lượng pháp ác bất thiện, dù ở chỗ nào cũng làm cho các khổ não thân tâm của hữu tình đều được trừ diệt, người chẳng phải người vân vân không thể làm hại được. Bạch Thế Tôn, đại bảo thần châu vô giá mà còn đã nói, không những chỉ dụ cho Bát Nhã Ba La Mật Đà Thậm Thâm, mà còn dụ cho trí nhất thiết trí của Như Lai, cũng dụ cho tịnh lự cho đến bố thí Ba La Mật Đa, cũng dụ cho pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, cũng dụ cho bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng dụ cho chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng dụ cho pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, cũng dụ cho trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng dụ cho tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, cũng dụ cho vô lượng vô biên Phật Pháp. Vì sao? Vì công đức như thế đều do sự chỉ dẫn hiển thị của Đại Vương Thần Chủ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Công đức ấy sâu rộng vô lượng vô biên, xá lợi Phật là do sự huân tù các công đức, nên sau khi Phật Niết Bàn, thọ nhận sự cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen của tất cả thế gian trời người A-tu-la vân vân. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, xá lợi Phật là rất viên mãn, tối thắng, thanh tịnh, bát nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa, cho đến đoạn trừ hẳn sự tương tục của tập khí phiền não, và làm chỗ nương tựa cho vô lượng vô biển Phật Pháp khác. Cho nên sau khi Phật nhập Niết Bàn, được thọ nhận sự cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen của tất cả thế gian, trời người A-tu-la, vân vân.
Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Xá Lợi Phật là rất viên mãn, tối thắng, thanh tịnh, đầy đủ công đức, chân bào là chỗ nương tựa, Bà La Mật Đa, Xá Lợi Phật là rất viên mãn, tối thắng, thanh tịnh, không nhiễm, không tịnh, không sanh, không diệt, không nhập, không xuất, không tăng, không giảm, không đến, không đi, không động, không dừng, không này, không kia, là chỗ nương tựa, Bà La Mật Đa, Xá Lợi Phật là rất viên mãn, tối thắng, thanh tịnh, là chỗ nương tựa, Bà La Mật Đa của thật tánh các pháp. Cho nên sau khi Phật Niết Bàn được thọ nhận sự cúng dường, cung kính, tôn trọng ngợi khen của tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Xá Lợi Phật, ở 3.000 thế giới, giả sử đem Hoàng Hà Sa Xá Lợi Phật ở khắp 10 phương gom lại thành một phần, kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm được viết chép, cũng gom lại thành một phần. Trong hai phần đó, con sẽ lấy Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì tất cả Như Lai, Ứng Chánh, Đẳng Giác và Xá Lợi đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa mà phát sanh, đều do sự huân tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, đều là chỗ nương tựa của Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên được thọ nhận sự cúng dường, cung kính, tôn trọng ngợi khen của tất cả thế gian, trời người, A-tu-la, vân vân. Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen Xá Lợi Phật thì được hưởng mọi điều an lạc phú quý không cùng tận ở trong cõi trời và người. Trong cõi người thì thuộc về đại tộc Sát Đế Lợi cho đến đại tộc Cư Sĩ, ở cõi trời thì được gọi là trời Tứ Đại Thiên Vương cho đến trời Tha Hóa Tự Tại, tức là do thiện căn thù thắng dứt được khổ não đến cuối đời mình. Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đà Thậm Thâm mà trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, viết chép, giảng giải, suy nghĩ đúng lý thì mau chóng được viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đà Thậm Thâm. Được viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đà Thậm Thâm nên được viên mãn Tịnh Lự Ba La Mật Đà cho đến Bố Thí Ba La Mật Đà và 37 pháp phần Bồ Đề cho đến 18 pháp phần bất cộng. Do đó nên có thể vượt lên bậc thanh văn và độc giác, chứng nhập chánh tánh ni sành của Bồ Tát, đạt được thần thông thủ thắng vi diệu của Bồ Tát, dùng thần thông này qua lại các cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, thành tục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Tự phát nguyện thọ các thân, vì muốn lợi ích các hữu tình nên làm đại luân vương hoặc tiểu luân vương, hoặc đại quốc vương hoặc tiểu quốc vương, hoặc Sát Đế Lợi, hoặc Bà La Môn, hoặc Tỳ Sa Môn, hoặc Trời Đế Thích, hoặc Phạm Vương, hoặc làm các loại khác chỉ để lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, còn đối với Xá Lợi Phật, thường tin tưởng an lạc, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, nhưng đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen thì đạt được công đức nhiều hơn việc kia, do nhân duyên này nên con sẵn sàng chọn giữ Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm. Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm thì tất cả Phật pháp được tăng trưởng, cũng được hưởng thọ phú quý an lạc tự tại ở thế gian và suốt thế gian. Như vậy là đã cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen Xá Lợi Phật và chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói.